Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã dự buổi giám sát. Tháng 7 năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết 09 về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và dùng chim yến trên địa bàn thành phố. Tháng 12 năm 2021, nghị quyết 13 quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Nghị quyết số 13 có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022. Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi sau ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhiều nội dung được triển khai từ đầu năm đến nay như mở 4 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ, làm công tác chăn nuôi tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, công tác tuyên truyền được quan tâm, nhiều địa phương đã thành lập tổ thẩm định, vân vân.